Hãng bay mới về buổi chiều hôm nay thì có một chiếc máy DAC đến từ thương hiệu Luxman với tên mã là DA100. Chiếc máy này đã được một anh khách tên Tuấn đặt hàng trước của Thanh Tâm và cũng rất là hợp duyên khi mà anh đặt hàng đặt tiền để đặt cọc chiếc máy này thì hiện tại thì Thanh Tâm cũng đã mua được ở bên Nhật và vận chuyển về, vì thế nên cái thời gian mà anh nhận được con máy này chỉ mất khoảng hơn một tuần thôi các bác nhá. Và đây là DA100 mà đã được em và khách hàng thống nhất để đưa về gửi tới anh. Tại vì cũng như chia sẻ với các bác đó là với cái nhu cầu các bác, khi các bác đang đi tìm một thiết bị gì mà các bác mua, các bác liên hệ tới Thanh Tâm mà không có mua được hoặc là bên em đã bán ấy, thì các bác cứ đặt cọc trước cho em 1 triệu để em sẽ có trách nhiệm tìm như một con máy đẹp, cũng như là giữ, nếu mà em có hàng về thì em sẽ giữ luôn con máy đấy cho các bác, để khi mà về Việt Nam thì em sẽ tiến hành bàn giao luôn cho các bác, và các bác không phải mất công mà căn trên YouTube hay những cái kênh truyền thông của Thanh Tâm để biết hàng về hay chưa để có thể mua hàng. DA100 là một trong những thiết bị giải mã để của thương hiệu Luxman trong cái dòng 3 số và là một thiết bị gần như đầu tiên với cái kích thước nhỏ gọn nhưng sở hữu cái chất âm rất là hay, và cũng đã được Thanh Tâm Audio nghe và đánh giá trải nghiệm rất là nhiều. Kích thước của DA100 thì chỉ rộng đâu đó vào khoảng 11cm thôi, và chiều sâu của chúng ta sẽ có khoảng 16-17cm. Chiều cao của máy ấy, tính cả chân đế thì đâu đó vào khoảng 5cm. Cũng có màn hình hiển thị, cũng có tăng giảm âm lượng, tuy nhiên thì dành cho cái tính năng tai nghe các bác nhá, và sẽ hỗ trợ 3 cái đường giải mã chính, đó là USB từ máy tính, Optical từ Smart TV và Coaxial từ một chiếc CD khác sang, hoặc các bác có thể mua thêm bộ thu Bluetooth để gắn cho thiết bị này. Ở đây thì sẽ có một cái thông tin mà các bác nhìn thấy, đó là Digital Fighter. Nhiều bác hỏi em đây là cái gì, đây nút này tính năng là gì, thì đây là tính năng là bộ lọc digital. Thì Luxman DA100 sẽ setup sẵn hai cái bộ lọc DF1 và DF2 để các bác có thể gạt và trải nghiệm nghe xem là nó cái giải âm của cái bộ lọc nào nó phù hợp với mình thì các bác nghe ở bộ lọc đó. Hình thức con máy này về em đánh giá khoảng 98% với đầy đủ dây nguồn zin cũng như là catalog. Ở mặt lưng của máy thì sẽ bị một cái vết bẩn thôi, chứ không phải là xước vào mặt nhôm đâu nhá. Vết bẩn thôi, không ảnh hưởng gì tới cái thẩm mỹ tổng quan cả. Rất là đẹp, không cấn cạnh xước răm gì cả. Phía sau của máy thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống analog out với xuống uply, một công tắc bật tắt nguồn và 3 cái đường vào digital in. Bên này chúng ta sẽ có nguồn điện là 100V và cái email của máy với DA100 thì sẽ nằm ở dưới này. Các bác cũng có thể nhìn. Email của nó là 02720 và cái thông tin xuất xứ là Made in Japan. Tất cả những sản phẩm của Luxman DAC đều làm tại Japan. Và cũng như những chiếc ampli dân dụng cũng như những chiếc CD chuyên nghiệp. Đây là một trong những cái thương hiệu ở thị trường Việt Nam được đánh giá là rất là mạnh đối với cái nhu cầu chơi của người Việt Nam. Và cái chất âm của DA100 nói riêng cũng như những cái sản phẩm của Luxman nói chung ấy, thì nó sẽ rất là cân bằng ba giải các bạn nhá, tiếng rất là mềm. Và con máy này sẽ hỗ trợ cho chúng ta 3 đường USB từ máy tính, Optical từ Smart TV và Coaxial để các bác có thể gắn thêm bộ thu Bluetooth hoặc là các bác truyền từ một chiếc CD khác sang.
Sau khi test xong cái clip này, em sẽ gửi tất cả những hình ảnh chi tiết của máy cũng như là clip test để gửi tới anh khách đã đặt hàng. Sau đó ngày mai em sẽ tiến hành bàn giao cho khách. Bạn nào quan tâm tới thiết bị này cũng có thể liên hệ tới số hotline của Thanh Tâm để đặt hàng các bác nhé. Thiết bị này có thể liên hệ tới số hotline của Thanh Tâm để đặt hàng. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.